Ở trận đấu thuộc lượt thứ hai của bảng E-World Cup 2023, đội Bồ Đào Nha thi đấu vượt trội so với đội tuyển nữ Việt Nam. Bàn thắng của Incarnação và Nazareth đã giúp cho đại diện đến từ châu Âu giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng 16 đội. Đối với đội tuyển nữ Việt Nam, dù thua trận nhưng đội bóng của ông Mai Đức Chung vẫn thể hiện được tinh thần đáng khen. Có những thời điểm, các cô gái Việt Nam đã dồn ép được đối phương với hy vọng tìm kiếm bàn thắng lịch sử tại đấu trường World Cup. Trong đó, thủ môn Kim Thanh xứng đáng là cầu thủ thi đấu hay nhất bên phía đội tuyển nữ Việt Nam ở trận gặp Bồ Đào Nha. Cô được trang SofaScore 8,3 điểm, cao nhất đội tuyển nữ Việt Nam. Đáng chú ý, Nazareth, 9,1 điểm, là cầu thủ duy nhất bên phía đội Bồ Đào Nha được chấm điểm cao hơn Kim Thanh. Thua Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Việt Nam bị loại sớm khỏi World Cup 2023. Nhờ có sự xuất sắc của Kim Thanh, đội tuyển nữ Việt Nam mới không phải nhận hơn 2 bàn thua. Trang Desporto của Bồ Đào Nha đã không tiếc lời khen ngợi thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam. Incarnação có 2 lần bị Kim Thanh từ chối bàn thắng. Bồ Đào Nha chiếm quyền kiểm soát trận đấu nhưng lại tỏ ra thiếu may mắn ở các pha dứt điểm. Vào cuối trận, Kim Thanh tiếp tục tỏa sáng để giúp đội tuyển nữ Việt Nam không phải nhận thêm bàn thua thứ 3. Đây thực sự là màn trình diễn tuyệt vời của thủ thành này. Theo thống kê của trang SofaScore, Kim Thanh có đến 7 lần cứu thua cho đội tuyển nữ Việt Nam ở trận này. Trong khi đó, dễ hiểu khi người đồng nghiệp Morai phía bên kia chiến tuyến chỉ có một pha cứu thua, do đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Bên cạnh đó, tờ The Guardian, Anh, cũng dành lời khen cho Huỳnh Như và các đồng đội. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi tốt ở trận này khi chỉ nhận 2 bàn thua. Nhưng cần nói thêm rằng, khâu dứt điểm của Bồ Đào Nha thực sự có vấn đề. Không thể hiểu nổi vì sao Bồ Đào Nha chỉ ghi 2 bàn ở trận này khi họ kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Bồ Đào Nha phải cải thiện khâu dứt điểm thì mới có cơ hội gây bất ngờ trước đội Mỹ, tờ báo của xứ sương mù nhận định. Đội tuyển nữ Việt Nam không còn cơ hội đi tiếp khi để thua cả 2 trận. Ở lượt trận cuối cùng của bảng E-World Cup 2023, thủ môn Kim Thanh và các đồng đội sẽ gặp đội tuyển nữ Hà Lan vào ngày 1 tháng 8.